Kính thưa quý vị, vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn đang phát triển mạnh và mở rộng sang phía Đông, nên trong những ngày tới ở các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến tạnh giáo không mưa, ban ngày trời sẽ có nắng. Ở khu vực phía Tây Bắc, trời đều sẽ có nắng nhiều với mức nhiệt tăng lên ngưỡng cao nhất là từ 30 đến 33 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc là từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tuy nhiên về chiều tối, vẫn cần đề phòng với những cơn mưa dông ở khu vực phía Tây Bộ. Dự báo xa hơn, từ khoảng ngày 20 tháng 4, tức là ngày thứ Bảy của tuần tới, toàn khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa rào và dông lớn trên diện rộng. Dự báo đợt mưa này có thể kéo dài trong nhiều ngày sau đó. Ở miền Trung, trong những ngày tới, nền nhiệt đang có xu hướng tăng dần, với nhiệt độ trên toàn khu vực phổ biến trong khoảng từ 31 đến 35 độ. Từ ngày mai, ngày 14 tháng 4, nhiều khả năng ở khu vực Trung Bộ sẽ bắt đầu có nắng nóng trên diện rộng, tập trung tại các khu vực phía Bắc và Trung Trung Bộ. Ở phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới vẫn tiếp tục duy trì trạng thái nắng khô nóng, với khu vực Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều trong khoảng từ 31 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Còn đối với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 36 đến 40 độ, như là ở khu vực miền Đông Nam Bộ trên 40 độ. Độ ẩm thấp nhất về trưa và chiều trong khoảng từ 45 đến 50% nên rất có nguy cơ cao xảy ra hỏa hoạn, bà con cần hết sức đề phòng. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 14 tháng 4. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa và chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực phía Tây Bắc ngày nắng nóng với nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa và chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa và chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây nắng nóng với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 36 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng với nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 36 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 40 độ, như là ở khu vực miền Đông Nam Bộ, nắng nóng gay gắt trên 40 độ.